Nhưng ngày nay, trẻ em đang sống trong không khí lễ hội vui tươi rộn ràng của mùa Trung thu. Ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn, sự hỗ trợ kịp thời của bộ đội biên phòng cùng các đơn vị cá nhân cũng đã đem đến cho các em thiếu nhi những đêm hội trăng rằm thật nhiều ý nghĩa. Hãy cùng đến với những hình ảnh ấm áp của biên cương đêm hội trăng rằm qua phóng sự sau. Trên khắp mọi nẻo đường của xã Đông Sơn, huyện A Lưới, hôm nay rợp bóng cờ Tổ quốc. Đây là công trình đường cờ Tổ quốc biên cương do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng cho chính quyền và nhân dân xã Đông Sơn. Sau lễ khánh thành, ban tổ chức chương trình biên cương đêm hội trăng rằm đã đến từng nhà thăm hỏi động viên và trao những món quà Trung thu đến các em nhỏ đang phải mang trên mình những di chứng của chiến tranh. Chúng tôi cũng rất là ghi nhận là sự đồng lòng, quan tâm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến thăm và tặng quà cho các em không may mắn, khiếm khuyết và không đến được là tại nhà văn hóa để nhận quà. Trung thu năm nay thật ấn tượng và đặc biệt với trẻ em xã biên giới Đông Sơn. Các em không chỉ được thỏa sức vui đùa, được hòa mình trong không gian ấm áp của chương trình biên cương đêm hội trăng rằm với các tiết mục văn nghệ, múa lân và các trò chơi dân gian, mà còn được đón nhận những phần quà Trung thu ý nghĩa. Ngày hôm nay con thấy rất là vui vì được tham gia vào ngày trăng rằm Trung thu. Con cảm ơn các chú, các dì đã tổ chức một buổi rằm Trung thu rất là to lớn. Tôi công tác ở đây cũng lâu rồi, cũng có rất là nhiều cái tổ chức đến đây để tổ chức các cái buổi Trung thu. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên các bạn nhỏ thực sự hòa mình trong đúng nghĩa với một cái ngày Tết lễ Trung thu, với cả cái trò chơi, với cả cái tiết mục văn nghệ, những cái món quà. Cái thứ nhất là động viên tinh thần các em. Những cái món quà mà của chương trình nâng bước em đến trường thì một phần nào hỗ trợ thêm cho gia đình về trang bị thêm đồ dùng học tập. Đây là một trong những cái hỗ trợ chính đáng để giúp các bạn là có động lực hơn trong việc học tập của mình. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 42 suất quà trong chương trình nâng bước em tới trường và 350 suất quà cho các em nhỏ. Những phần quà ý nghĩa này không chỉ mang đến niềm vui, sự phấn khởi cho các em nhỏ, mà còn tạo động lực, niềm tin để giúp các em bước vào năm học mới, phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập. Chương trình biên cương đêm hội trăng rằm năm nay do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức nhằm mục đích là thể hiện cái tình cảm của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với lại nhân dân khu biên giới, đặc biệt là các em nhỏ. Đây cũng là một cái mà nhằm giáo dục cái truyền thống của dân tộc, đoàn kết, tương thân, tương ái, và cũng là cái động lực để cho các cháu nhỏ bước vào năm học mới để học tập tốt hơn. Với những tấm lòng yêu thương sẻ chia, chương trình biên cương đêm hội trăng rằm đã mang đến cho các em một cái Tết Trung thu ấm áp đầy ý nghĩa, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, sân chơi bổ ích để động viên khích lệ các cháu ở khu vực biên giới tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.